Cùng sáng nay, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2023 đối với thành phố Cần Thơ. Tiếp đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, Ban chỉ đạo các cấp ở thành phố Cần Thơ được củng cố kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả. Hệ thống trường lớp tiếp tục được mở rộng nâng cấp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Công tác quy động học sinh ngày càng được quan tâm. Năm 2023, thành phố Cần Thơ đủ điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Cụ thể, tất cả 9 quận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Trong đó có 5 trên 9 quận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tuy nhiên, thành phố còn gặp một số khó khăn như việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, vào học các trường trung cấp nghề còn hạn chế, không có vị trí việc làm đối với cán bộ làm công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Một số địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Với những kết quả đạt được, thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ Giáo dục công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 3. Phát biểu kết luận, ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố trong đầu tư nguồn lực cho công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Đồng thời lưu ý thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2045. Trong đó, phổ cập giáo dục là giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác này. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm đầu tư ngân sách cho phổ cập giáo dục xóa mù chữ, tuyển dụng, bố trí, thuyên chuyển giáo viên phù hợp giữa các địa bàn. Sau đợt kiểm tra, đoàn sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận thành phố Cần Thơ đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2023.